flat full stack, Django on one hand, a full stack web framework, whereas Flat is a lightweight, extensible framework. If you want to dig more into coding and learn core concepts, Flat helps you understand how its components from the back end work to get a simple web application up and running. Is Django or Flat easier? Flat will make your life easier than Django. If you're looking to create a simple web app with a few starting frames, many programmers will find Flat to be easier, scalable for smaller web applications. It comes with a built-in development server and fast debugger. Flat có phải là full stack không? Django một mặt là một khung công tác web đầy đủ, trong khi Flat là một khung công tác nhẹ có thể mở rộng. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về mã hóa và tìm hiểu các khái niệm cốt lõi, Flat sẽ giúp bạn hiểu cách hoạt động của từng thành phần từ backend đến thiết lập và chạy một ứng dụng web đơn giản. Django hay Flat dễ dàng hơn? Flat sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn Django nếu bạn đang muốn tạo một ứng dụng web đơn giản với một vài trang tính. Nhiều lập trình viên nhận thấy Flat có thể dễ dàng mở rộng cho các ứng dụng web nhỏ hơn. Nó đi kèm với một máy chủ phát triển tích hợp sẵn